Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu omega 6 là gì, công dụng liều dùng và cách bổ sung tốt nhất. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 6 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, tìm hiểu omega 6 là gì, gồm những cái loại nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với Trang ha. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu omega 6 là gì. Thì omega 6 là một nhóm axit béo không no, hay còn gọi là axit béo không bão hòa đa, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Những loại axit béo trong nhóm này đều có liên kết đôi đầu tiên nằm ở vị trí nguyên tử carbon thứ 6, tính từ đầu omega 3, tính từ đầu omega 2 các bạn nhé, hay còn gọi là đầu methyl CH3 trên chuỗi hydrocarbon của chúng. Thì tương tự như omega 3 thôi, nhóm axit béo omega 6 không được tổng hợp trong cơ thể mà phải hấp thụ từ chế độ dinh dưỡng, từ các nhóm thực phẩm bổ sung. Cho nên nó được gọi là axit béo thiết yếu cho cơ thể đó. Thứ hai thì nó có 5 loại omega 6 phổ biến. Chúng ta cùng tìm hiểu với Trang 5 loại đó là gì nhé. Loại đầu tiên là linoleic acid, viết tắt là LA, là một loại axit béo omega 6 sở hữu chuỗi 18 nguyên tử carbon với hai liên kết đôi nằm ở vị trí nguyên tử carbon thứ 6 và 9, tính từ đầu methyl CH3. Thì dưỡng chất này có khả năng hỗ trợ làm giảm nồng độ cholesterol xấu, cải thiện huyết áp và tình trạng kháng insulin. Loại thứ hai, gamma linoleic acid, viết tắt là GLA, là axit béo không no có chuỗi 18 nguyên tử carbon với 3 liên kết đôi nằm ở vị trí nguyên tử carbon thứ 6, 9 và 12, tính từ đầu methyl CH3. Thì gamma linoleic acid có tác dụng góp phần vào việc nuôi dưỡng da, tóc, duy trì sức khỏe xương và khớp. Loại thứ ba là arachidonic acid, viết tắt là AA, thì nó sở hữu chuỗi 20 nguyên tử carbon và 4 liên kết đôi nằm ở vị trí nguyên tử carbon thứ 6, 9, 12 và 15, tính từ đầu methyl CH3. Thì axit béo này có khả năng giúp duy trì sự linh hoạt của các tế bào vùng đồi thị sau não, hỗ trợ hoạt động của cái hệ thần kinh tốt hơn. Loại thứ tư, conjugated linoleic acid, viết tắt là GLA, thì là một trong những cái axit béo có cùng đồng phân hình học với linoleic acid là LA đó. Thì có tác dụng hỗ trợ cải thiện chức năng cho tim mạch, giảm mỡ cơ thể và phòng ngừa ung thư. Và cuối cùng loại thứ năm, dihomo gamma linoleic acid, viết tắt là DGLA, thì nó có chứa một cái chuỗi 20 nguyên tử carbon và 3 liên kết đôi nằm ở vị trí nguyên tử carbon thứ 6, 9 và 12, tính từ đầu methyl CH3. Thì dưỡng chất này có thuộc tính kháng viêm và là thành phần quan trọng của màng tế bào thần kinh. Như vậy là chúng ta vừa điểm danh sơ lược cùng với Trang về phần đầu tiên. Chúng ta vừa tìm hiểu về omega 6 là gì, cũng như là những cái loại omega 6 thì gồm những cái loại nào, thì chúng ta vừa điểm danh cùng với Trang đó các bạn nhé. Phần thứ hai, những tác dụng của omega 6. Omega 6 mang đến những tác dụng nào cho cơ thể khi mà chúng ta sử dụng đúng cách? Thì nó có rất nhiều những cái tác dụng phổ biến từ omega 6 mang đến các bạn ha, bao gồm như là xây dựng màng tế bào, hỗ trợ duy trì hoạt động của các tế bào trong cơ thể nè, bảo vệ da, xương khớp, duy trì thị lực, vân vân.
Và sau đây là những cái lợi ích mà nhóm axit béo này mang đến, chúng ta có thể điểm danh cùng với Trang. Đầu tiên, thành phần xây dựng màng tế bào. Thì omega 6 là thành phần quan trọng trong cấu tạo của các màng tế bào trong cơ thể. Nó giúp củng cố và sản sinh các tế bào khỏe mạnh hơn. Thứ hai, nó sẽ hỗ trợ duy trì hoạt động của tế bào. Thì khi hấp thụ vào cơ thể, thì omega 6 sẽ được chuyển thành ATP là adenosine triphosphate đó, một loại năng lượng ở cái dạng phân tử giúp duy trì cái hoạt động của các tế bào. Thứ ba, điều hòa nội tiết và sức khỏe sinh sản. Cùng với omega 3, omega 6 được sử dụng trong việc ổn định hệ nội tiết, làm tăng cái lưu lượng máu đến hệ sinh dục, hỗ trợ cái quá trình sinh sản, đặc biệt là ở phụ nữ. Tác dụng thứ tư, bảo vệ làn da khỏe mạnh và rạng rỡ hơn. Thì đây là một trong những cái tin vui cho những cái chị em phụ nữ đây. Thì omega 6 có tác dụng kích thích nuôi dưỡng làn da từ bên trong và kiểm soát những cái vấn đề như là mụn trứng cá, chàm, viêm da tiết bã, bệnh vẩy nến. Tác dụng tiếp theo, xây dựng và duy trì xương khớp khỏe mạnh hơn. Thì theo như những nghiên cứu thì omega 6 khi mà chúng ta hấp thụ cùng với omega 3 thì có khả năng ổn định hệ xương khớp và hỗ trợ cải thiện mật độ xương cho cả nam và nữ luôn bạn nha. Đồng thời với khả năng kháng viêm thì omega 6 và omega 3 còn giúp đẩy lùi các bệnh như là viêm khớp dạng thấp hay là bệnh gút. Thì đó là những cái tác dụng tuyệt vời mà omega 6 mang đến cho chúng ta khi sử dụng. Và nhớ là dùng đúng cách an toàn thì sẽ mang đến những cái hiệu quả rất là tích cực cho cơ thể bạn nhé. Phần thứ ba, một ngày nên dùng bao nhiêu omega 6 là tốt nhất? Thì theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ thì để tối ưu hóa việc sử dụng omega 6, một người từ 19 tuổi đó hấp thụ khoảng từ 11 đến 17 gram dưỡng chất này mỗi ngày. Và hàm lượng omega 6 khuyến nghị hàng ngày đó nó có thể thay đổi tùy thuộc theo đối tượng. Có nghĩa là tùy thuộc vào nam hay là nữ và cái độ tuổi dao động như thế nào nữa. Và cụ thể đây thì Trang sẽ chia sẻ đến bạn nha. Đầu tiên là nam giới. Nếu như nam từ 19 đến 50 tuổi thì cần 17 gram. Trên 51 tuổi á, thì sẽ cần là 14 gram trên một ngày. Rồi, đối với nữ giới, 19 đến 50 tuổi thì cần 12 gram. Trên 51 tuổi thì cần 11 gram mỗi ngày. Thì đó là cái lượng cụ thể đó các bạn ha. Ngoài ra đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ từ 1 đến 3 tuổi, bổ sung khoảng 3 gram omega 6 mỗi ngày á, được coi là cái hàm lượng phù hợp để hỗ trợ phát triển tối ưu về sức khỏe của não bộ và độ bền về thể chất. Còn đối với phụ nữ mang thai và cho con bú, hàm lượng omega 6 khuyến cáo hiện chưa có rõ ràng đâu bạn ha. Theo đó thì các mẹ chỉ nên hấp thụ cái lượng omega 6 tương đương 5 đến 10% cái lượng calo dung nạp hàng ngày thôi. Thì để an toàn trong cái thời kỳ mang thai hoặc là trong cái thời kỳ cho con bú thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ dinh dưỡng trước khi chúng ta bổ sung omega 6 vào trong chế độ dinh dưỡng của mình để tốt nhất cho sức khỏe. Thì chúng ta cần lưu ý nhé, để chúng ta sử dụng tốt hơn, an toàn và mang đến những cái hiệu quả tích cực nhất. Thì cái lượng khuyến nghị là như vậy các bạn ha. Nhưng mà khi mà chúng ta mua những cái thực phẩm chức năng về chúng ta sử dụng á, thì bạn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng bạn nhé. Phần thứ tư, thiếu omega 6 và những ảnh hưởng với sức khỏe. Đầu tiên thì chúng ta sẽ hiểu về những cái nguyên nhân nào dẫn đến thiếu hụt omega 6 trong cơ thể cái đã. Thì chúng ta phải tìm hiểu được cái nguyên nhân rồi chúng ta mới có những cái cách khắc phục được các bạn nhé.
chế độ ăn uống không cân đối. Thì chế độ ăn uống thiếu hụt những cái nhóm thực phẩm giàu omega 6 như là hạnh nhân, bơ, trứng cũng là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng thiếu hụt cái dưỡng chất này. Bởi lẽ thì cơ thể của chúng ta không có khả năng tự tổng hợp omega 6 mà cần bổ sung từ những cái nguồn thực phẩm bên ngoài các bạn nhé. Hoặc là cơ thể chúng ta bị rối loạn hấp thu. Thì một trong những cái rối loạn hấp thu trong hệ tiêu hóa như là hội chứng ruột kích thích nè, viêm ruột, tắc nghẽn ruột vân vân cũng có thể cản trở việc hấp thụ những cái loại axit béo bao gồm omega 6. Rối loạn chuyển hóa, suy gan, bệnh lý đái tháo đường vân vân là những bệnh lý mãn tính tương tự có thể làm suy giảm chức năng chuyển hóa, gây nên ảnh hưởng và gây nên những cái khả năng mà cơ thể của chúng ta không thể sử dụng được omega 6. Thì đó là những cái nguyên nhân điển hình thôi, còn rất nhiều những nguyên nhân nữa. Thứ hai là khi thiếu omega 6 thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Thì nó sẽ làm cho da bạn bị khô và yếu. Thì một trong những công dụng của omega 6 là hỗ trợ duy trì độ ẩm, sự linh hoạt cho làn da. Vì vậy nếu như chúng ta thiếu hụt cái dưỡng chất này á, nó dễ dàng làm cho làn da của bạn trở nên khô nè, nứt nẻ nè, tăng nguy cơ các vấn đề về bị mụn trứng cá hay là viêm da, tóc dễ gãy gục hơn. Sự thiếu hụt omega 6 trong cơ thể cũng có khả năng gây tóc dễ rẫy rụng hơn. Bởi lẽ dưỡng chất này là một trong những cái nguyên liệu cần thiết cho quá trình sản sinh ra keratin, một trong những cái thành phần cơ bản của tóc. Trí nhớ bị giảm sút nè. Omega 6 và omega 3 thì đã có tác dụng là tương hỗ với nhau các bạn ha. Nó có thể góp phần vào việc là tăng cường cái hoạt động của hệ thần kinh. Thì việc thiếu hụt omega 6 có thể làm mất cân bằng cái tỷ lệ omega 3 và omega 6, thì khiến cho cái chức năng thần kinh của chúng ta nó cũng bị suy yếu nè, dẫn đến trí nhớ nó ngắn hạn hơn. Tuy nhiên nó cũng là một trong những cái yếu tố thôi các bạn nhé. Thì nó cũng có thể tăng nguy cơ các bệnh lý về tim mạch. Cùng với omega 3, omega 6 nó góp phần vào việc là đẩy lùi các bệnh lý về tim mạch như là xơ vữa động mạch, suy tim. Vì vậy sự thiếu hụt omega 6 trong cơ thể cũng có thể làm tăng nguy cơ các bệnh lý kể trên. Như vậy là chúng ta đã biết được khi cơ thể của chúng ta thiếu omega 6 thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào rồi các bạn nhé. Cho nên là phải bổ sung đầy đủ qua các nhóm thực phẩm của mình thôi để tốt nhất cho sức khỏe. Phần thứ 5, thừa omega 6 có sao hay không? Nãy giờ chúng ta tìm hiểu về thiếu rồi, bây giờ thì các bạn quan tâm về thừa. Thì bên cạnh việc thiếu omega 6 thì việc hấp thụ quá mức cái dưỡng chất omega 6 đó cũng có thể gây nguy hiểm các bạn nha. Thì cụ thể omega 3 và omega 6 ở một cái khía cạnh là nó có những cái tác động trái ngược nhau. Do đó việc giữ đúng cái tỷ lệ hai cái dưỡng chất này nó sẽ góp phần ổn định và cải thiện sức khỏe. Việc hấp thụ nhiều omega 6 có thể gây là mất cân bằng trong cơ thể và dẫn đến những cái tác hại sau đây. Điểm danh cùng với Trang về những tác hại thừa các bạn nhé. Thì nó có thể làm cái tình trạng viêm nó quá mức hơn. Thì theo như nghiên cứu, chế độ ăn giàu omega 6 quá mức đó có thể ức chế cái tác dụng kháng viêm của omega 3. Nó khiến cho tình trạng viêm trong cơ thể trở nên trầm trọng hơn. Mà viêm lâu dài thì nó sẽ không tốt đâu các bạn nha. Nó dẫn đến những cái bệnh mãn tính đó, tăng nguy cơ mắc bệnh. Omega 6 có tác dụng làm đông máu, giúp cầm vết thương nè, trong khi omega 3 lại hỗ trợ là tan các cục máu đông. Do đó khi mà hấp thụ quá nhiều omega 6 có thể làm máu đông quá mức, dẫn đến nhồi máu cơ tim. Ngoài ra cái tình trạng này cũng được chứng minh là có khả năng làm tăng nguy cơ các bệnh lý về ung thư hay là các bệnh lý viêm tự mãn. Suy giảm chức năng thần kinh. Linoleic acid là một acid béo omega 6 cần thiết cho sự phát triển của não bộ, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, dưỡng chất này cũng chỉ rõ là có thể gây viêm não và thoái hóa hệ thần kinh nếu như không được tiêu thụ một cách điều độ.
rối loạn về nội tiết. Trong trường hợp tỷ lệ omega 6 và omega 3 nó trên cái mức là 15:1, có nghĩa là omega 6 chiếm 15 còn omega 3 chiếm 1 thôi, hoặc là 20:1, thì tình trạng rối loạn nội tiết nó có thể xảy ra. Đặc biệt là ở phụ nữ, tình trạng này có thể gây rối loạn tiền mãn kinh hoặc là rối loạn về kinh nguyệt. Cho nên là chúng ta cần lưu ý bổ sung cái gì cũng vậy, đúng không ạ? Đúng liều lượng thì nó rất tốt. Còn nếu như chúng ta bổ sung sai thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên là chúng ta cần lưu ý và cân nhắc để cho các bạn có được một sức khỏe tốt hơn. Phần thứ 6, cách bổ sung omega 6 tốt nhất. Bạn biết không, tốt nhất vẫn là từ cái nhóm thực phẩm chúng ta đưa vào cơ thể bạn nha. Thì thực phẩm chứa nhiều omega 6, các bạn có thể điểm danh cùng với Trang, như là hạt ốc chó nè. Thì ốc chó là rất nổi tiếng rồi, nó giàu các chất dinh dưỡng. Trong hạt ốc chó có nhiều chất xơ, magie, pho, đồng, mangan và omega 6. Thì hạt ốc chó được sử dụng như là một món ăn nhẹ đầy dinh dưỡng, thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe. Kế đó là đậu phụ. Đậu phụ là một nguồn cung cấp omega 6 hoàn hảo cho cơ thể. Ngoài ra trong đậu á, còn chứa chất đạm, sắt, canxi và mangan, vân vân. Cho nên việc bổ sung đậu phụ vào trong bữa ăn có thể thay thế cho cái nguồn thịt mà vẫn bổ sung được cái chất dinh dưỡng mang lại cho cái lợi ích sức khỏe của mình rất là lớn bạn ha. Tiếp đến là trứng. Trứng là một trong những cái thực phẩm rất là quen thuộc rồi. Thì trong trứng có chứa rất nhiều những cái chất dinh dưỡng như là đạm, selen, B2. Và trứng có thể dễ dàng mua ở bất kỳ nơi nào. Giá cả cũng phải chăng nữa, lại dồi dào dinh dưỡng. Nhưng không phải nói tốt là ăn trứng nhiều nó sẽ tốt đâu các bạn nha. Và chúng ta cân đối như thế nào trong một cái khẩu phần ăn của mình á. Hạt hạnh nhân. Ngoài hạt ốc chó ra thì hạnh nhân cũng được biết đến là cung cấp nhiều omega 6. Thì trong hạnh nhân có chứa một lượng lớn chất đạm, chất xơ cùng với vitamin E, mangan và magie. Thì hạt hạnh nhân có thể được sử dụng trực tiếp như là một món ăn nhẹ hoặc là dùng để chế biến thành sữa, đều không làm mất đi những cái giá trị dinh dưỡng có trong cái loại hạt hạnh nhân này. Thì chúng ta cũng nên ưu tiên để sử dụng. Tiếp đến là hạt điều. Hạt điều cũng có cái hương vị rất là thơm ngon các bạn ha, bùi bùi, béo béo nhưng lại giàu dinh dưỡng. Thì đây là một trong những cái nguồn cung cấp cái lượng lớn magie, phốt pho cho cơ thể. Hạt điều bạn có thể chế biến thành kem, nấu súp, nấu sữa hay là cho vào những cái món sốt đều được hết, tùy thuộc vào cái độ khéo tay của chúng ta để chế biến thôi. Bạn thấy rằng đó, omega 6 là một trong những cái axit béo thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Nhưng khi bổ sung thì chúng ta cũng cần phải lưu ý để chúng ta đưa vào cơ thể một cách tốt hơn. Thì Trang hy vọng rằng đây chỉ là những cái kiến thức nền tảng để giúp ích cho bạn hiểu hơn về omega 6. Chứ ở đây là Trang không đưa ra bất kỳ những cái chuẩn đoán, những cái chỉ định hay là thay thế bất kỳ các phương pháp điều trị y khoa nào đâu các bạn ha. Cho nên là chúng ta cần lưu ý và cân nhắc. Nếu như bạn yêu thích những cái kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithichang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.